các bạn, mình là Nguyễn Minh Trà đến từ chi đội 831. Như các bạn đã biết, Covid-19 hiện tại đang là vấn đề của toàn xã hội đang quan tâm, là nỗi lo lắng của nhân dân. Vậy các bạn đã bao giờ nhìn hình ảnh toàn cảnh đại dịch dưới góc nhìn của bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch chưa? Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cuốn sách Để yên cho bác sĩ Hiền, nhật ký Covid. Cuốn sách là tiếp nối của sự thành công tại phần 1 Để yên cho bác sĩ Hiền được xuất bản năm 2018. Nhật ký Covid mang lại cho ta cái nhìn hóm hình mà cũng đầy sự suy tư. Được phát hành vào tháng 4 năm 2021, khi làn sóng Covid lại ập tới nước nhà. Cuốn sách là cuốn nhật ký phác thảo lại tình hình dịch Covid tại Việt Nam dưới góc nhìn của một bác sĩ tham gia chống dịch. Phần bìa của cuốn sách có hình ảnh bác sĩ nổi bật trên nền màu xanh, bao quanh là những chú virus, tạo cho chúng ta cảm giác vô cùng chân thực và sinh động. Điểm nổi bật nhất chính là hình ảnh chú hạc hồng. Chim hạc vốn là biểu tượng của niềm tin và hy vọng, mong muốn của cuốn sách như là một sự cổ vũ tinh thần và là một điều ước an lành cho nhân loại sớm vượt qua đại dịch Covid-19. Với 199 trang, bao gồm nhiều mẩu chuyện được chia nhỏ, trước mỗi mẩu chuyện đều có những hình vẽ nhỏ nhỏ xinh xinh, tạo ra chúng ta cảm giác thư thái khi đọc. Cuốn sách gồm 4 chương và đều được viết theo trình tự thời gian. Tại chương đầu của cuốn sách là câu chuyện về nguồn gốc và những tác động của virus corona đến cơ thể con người. Sự biến động từ khi Covid-19 xuất hiện đến nay đã được tóm tắt lại dưới góc nhìn chuyên môn, gần gũi, giúp bạn đọc có thể có một cái nhìn khách quan hơn về Covid-19. Từ đó, giúp người đọc nhật ký Covid hiểu được phần nào cơ chế tấn công của virus, vi khuẩn đối với con người. Chương 2 và chương 4 là hai giai đoạn dịch căng thẳng nhất tại Việt Nam. Mới đầu là nhe nhóm, sau đó là nhiều lên từng ngày. Những lo lắng của người dân trong những ngày giãn cách đầu tiên, những tin đồn ác ý rộ lên trên các trang mạng xã hội. Các bác sĩ phải vừa gồng mình chống dịch, vừa phải ổn định tâm lý cho nhân dân. Trong cuốn sách có viết tới câu chuyện của một cô gái không người thân đã chết trong bệnh viện vì băng huyết sau sinh và đúng thời điểm bệnh viện bị cách ly. Trường hợp này đã thôi thúc các người bác sĩ phải tìm ra được câu trả lời cho câu hỏi điều trị để làm gì. Không gì khó khăn hơn khi phải đứng trước sự quyết định cứu bệnh nhân khỏi tay tử thần. Câu chuyện đã lấy đi nhiều nước mắt của người đọc trên những trang nhật ký. Phần nào đó cũng giúp ta hiểu rõ thêm trọng trách, sự khó khăn của bác sĩ là như thế nào. Bên cạnh những ghi chép buồn nhiều hơn vui của những năm tháng Covid, chương 3 lại nói về những ngày tháng bình yên sau đại dịch, những ngày đại dịch chưa quay lại. Tại đây là những quan sát tinh tế của tác giả về cuộc sống giản dị xung quanh mình. Tất cả đều chuyên trở trong tình yêu thương với cuộc sống và niềm hy vọng vào những điều tử tế. Nhật ký Covid đem lại cho chúng ta những câu chuyện dí dỏm, hài hước dưới cái nhìn của bác sĩ, nhưng cũng đem lại cho ta những câu chuyện đau xót khi phải chứng kiến cảnh sinh tử của nhiều bệnh nhân khi nhiễm Covid, giúp ta ý thức thêm về độ nguy hiểm của loại virus này, đồng thời biết trân trọng cuộc sống, hoàn cảnh của bản thân hơn. Ngoài ra các bạn có thể tìm kiếm và đọc cuốn sách này trên các trang mạng xã hội hoặc là mua ở trên những cửa hàng sách online. Mong rằng cuốn sách này có thể giúp các bạn thư giãn trong kỳ nghỉ dịch này. Chúc các bạn có một trải nghiệm đọc vui vẻ!